À, chào mọi người nha. Nay mình đang có mặt ở trại của anh Thiện ở cảng Bàng Tây Ninh. Bây dịch hợp đồng 500 con. Mình nay được khoảng 20 ngày tuổi. Mình đang làm vaccine dịch tả lần đầu cho trại của anh Thiện. Thì mình sẵn đây mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn cái kỹ thuật chích vaccine cho mọi người xem. Em quay gần cho. Làm từ từ. Khi mà mình sẽ chích ở da cổ nha, tùy cái mức độ lớn của con vịt, kỹ thuật chích của mình nó sao hả, nó nói đi hả. Vịt bự thì cái da cổ nó đã dày rồi thì mình chích dễ lắm, cứ giả cái da cổ mình chích dưới da là được, chích dưới da là được nha mọi người. Thì mình sẽ vô đây mình quay cho mọi người xem cái sàn cái chỗ anh Thiện nuôi, rất là nhìn rất là ưng ý luôn. Ảnh đang nuôi mấy con bò ha. Thì bài dịch này 500 con thì em bước vô theo luôn nha. Mình hơi cao nên bước dễ dàng. Thì á, đây là cái sàn mình nhúng rất là cứng biết sao. Tại vì á sắt thì nó cũng không có dày lắm đâu. Mà biết sao là cái sàn này cứng không? Tại vì ở dưới cái lưới nhựa này nè là có cái anh Thiện anh có làm một cái lưới B40. Lưới B40 trải một lớp lưới B40 lên sườn sắt trước rồi mới trải cái lưới nhựa này lên. Đó là cái sàn mình đi rất là cứng. Cái hiệu quả thứ hai của việc mình làm lưới B40 ở dưới là cái sàn mình nó sẽ phẳng. Cái lưới nó sẽ phẳng mà nó không bị gồ ghề, thì con vịt khi mà lớn á, con vịt cái lường nó không có bị cạ. Nhưng mà cái sàn mình nó phẳng thì cái lường nó không bị mất cái lông lượng như này. Mình giới thiệu cho mọi người để mọi người tham khảo nha. Cái chỗ cách làm sàn này rất là hay. Còn cái nữa là cái hồ tắm. Mình cũng ưng ý cái hồ tắm này luôn. Bước vô luôn đi. Mình sẽ quay cái hồ tắm anh Thiện làm cho mọi người tham khảo luôn nè. Thì làm cái hồ tắm kết hợp với cái sàn tắm ở trên sàn này, con vịt nó sẽ không, khi nó tắm nó sẽ không có bị, nếu mình làm dưới đất thì nó sình nó dơ lắm, còn nếu mình làm ở trên cái sàn này luôn á thì mọi người thấy là con vịt nó rất là sạch sẽ, nó tắm nhưng mà khu tắm nó rất là sạch. Cái lưu ý nữa là mình phải để cái lưới cho con vịt nó leo lên được nha. Chứ nhiều người thấy làm cái hồ mà kiểu tiết kiệm á là lấy cái bạc này, bạc thứ này làm cái hồ, nhiều khi dịch hoặc là mình xây gạch cao quá, mình hỏi làm cái lưới nó leo lên đó thì những xuống nó tắm cái leo lên cũng được là chết dịch mình cũng hay á. Còn cái nữa là khi cái xây cái thành ở đây, anh Thiện ảnh có dán cái gạch men để cho nước nó không có chảy, thì tùy cái điều kiện của mình. Chứ nãy anh Thiện anh có chia sẻ là mấy cái gạch men này là mình ra cái chỗ bán gạch, mình hỏi mấy cái thùng dư hoặc là thùng tồn á, mình mua nó rẻ, 50.000 thùng hay nhiêu mà nãy anh nói á, mình cũng không rành cái đó nữa. Nhưng mà mình tiết kiệm được nào mình tiết kiệm, thì mình chỉ giới thiệu chỗ anh Thiện anh làm, mình thấy sàn lưới rồi cứng cáp rồi hồ tắm sạch sẽ. Ở đây cái máng ăn nè, máng ăn này ở ngoài mấy cái chỗ cho bán ống nhựa ống nước đâu có bán á. Ở đây là cái máng uống. Mọi người lưu ý cũng không cần thiết mình phải làm cái máng uống nhiều vậy nha, làm một máng vậy cho 500 con hoặc hai máng được rồi, làm nhiều quá nó chật. Rồi cũng không nên cưng dịch tới mức là mình phải để chỗ nào có dịch mình cũng để máng ăn máng uống, vậy thì vịt nó ít vận động thì nó sẽ không khỏe. Tạo điều kiện cho con vịt nó phải vận động, nó đi kiếm ăn mới được, đi tới đi lui nó mới khỏe. Con vịt mình cưng quá cũng không tốt. Ở đây là cái mô hình chỗ anh Thiện 500 con, nay là gần 20 ngày mà dịch rất là đạt luôn. Bên con giống của mình ha, khi mà trại hợp đồng với mình thì mình đưa những con giống rất là chất lượng vô, người ta nuôi rất là hiệu quả, quan trọng nhất là con giống. Rồi thứ hai là chuồng trại, thì mình khuyến khích mọi người là nên khi mà quyết định chăn nuôi á, bây giờ nuôi kinh tế rồi, nuôi theo hướng công nghiệp rồi phải đầu tư, nếu không đầu tư chuồng trại mình nuôi rất là dễ thất bại. Mà khi mà mình đầu tư chuồng trại được như thế này á, là mình nuôi con vịt rất là khỏe. Mình đó, thức ăn thì sáng mình đổ đầy máng, là nước thì mình gắn hệ thống nước tự động, và mình cứ sáng mình đổ thức ăn rồi mình đi làm thôi,
chứ rồi chiều về mình hết máy mình đổ tiếp. Rồi một ngày thì mình rảnh giờ nào thì mình xịt sàn, rửa sàn giờ đó, nó rất là khỏe, không có phải nuôi theo kiểu hồi xưa mình ăn độn mình cực khổ mình mất thời gian cho nó nhiều mà cuối cùng hiệu quả nó không có. Còn bây giờ mình nuôi theo hướng công nghiệp như vậy, làm chuồng trại như vậy, mình chăn nuôi rất là khỏe, thoải mái luôn. Mình có thể đi làm những việc khác mình kiếm tiền, mình nuôi vịt là chỉ là phụ thêm thôi. Đó là cái hướng để mình có một cái thêm một cái nguồn thu nhập, và mình có tận dụng được những cái gì mình ở nhà mình có, ví dụ như đất đai hoặc là cái gì vườn tược thì mình còn cái, hoặc là những cái trại bỏ trống của mình đó, mình tận dụng mình làm một cái sàn như này mình nuôi. Thật sự cái thu nhập nó cũng không có thấp. Đối với anh Sim này thì thu nhập nó ổn định và cơ sở có cái hợp đồng bao giá thu mua lại cho mình luôn. Rồi thì giờ mình cùng anh em đã làm xong cái vaccine bài dịch của anh Thiện. Thì sẵn đây mình sẽ một hồi dịch nó sẽ leo lên cái dốc này nó lên. Rồi nãy mình chích mình bỏ xuống đất. Thì mình sẽ giới thiệu cho mình cái chỗ thả lan của anh Thiện thì ở trên đây là cái sàn nè. Mình làm một cái dốc này làm sàn hơi cao nha. Mình làm thấp thấp lên xíu. Cao như vậy dịch nó lên khó khăn một chút. Thì ở trên này là chỗ ăn uống nè, làm sàn ăn uống, rồi mình làm cái dốc xuống chỗ thả lan đó. Thường chỗ thả lan cao ráo mà có cỏ như vậy nè, là nữa khi mà ăn dịch nó chuẩn bị ra lông đó, nó sẽ rất là đẹp. Dịch thì anh còn nguyên cái khu ngoài sau đất rộng nè, thì chừng nào vịt lớn mình sẽ bung ra thêm. Bây giờ tạm thời thì dịch mới 20 mấy ngày thì mình chủ yếu ăn uống trên sàn với xuống đất ở khu nhỏ này thôi. Thì sau này lớn mình sẽ bung rộng ra xíu. Thì mình giới thiệu xong cái mô hình hợp đồng trại 500 con chỗ anh Thiện. Mình đi thị trường mình thấy những cái chỗ mà người nuôi người ta đầu tư chuồng sàn, chuồng trại như vậy mình rất là ưng ý. Thật sự là cái chỗ anh Thiện mình cảm thấy là thật sự làm cái sàn này thì nó cũng không có tốn kém nhiều nhưng mà thấy rất là hiệu quả luôn. Cái sàn này là mình rất là ưng ý, mình quay lên giới thiệu cho mọi người tham khảo. Chào mọi người nha.